Cửa làng đẹp ấy chứ, ai làm cho cô ấy biết. Chỗ này cây chết hết rồi, bữa do mình này, cỏ tốt quá ta. Ngủ rồi hả? Dạ, nó đi xe. Nóng đầu nè. Bát mồ hôi.
biết bà đi đâu đó. Ủa, qua hàng xóm anh hỏi hỏi thử. Dạ, em ra hỏi cô bà ơi. Thử. Mấy cháu hỏi ai đấy? Dạ, cô. Cô có thấy bà ở nhà đây đi đâu không cô? Cái nhà đấy hả? Nhà đấy bố hôm cách đây 2-3 bữa cô thấy hai ba cháu thấy cái xe ô tô vô đón đi rồi. Dạ, mà đón đi lâu chưa cô? Mà cô có biết người đón đi là ai không cô? Người đó đến đón thì chắc có lẽ người nhà họ mới đến đón. Dạ, dạ rồi, con cảm ơn ạ. Dạ, cháu cảm ơn cô nhé. Dạ, cảm ơn cô nhé. Không biết ai đón Quỳnh đi ha? Em có biết ai khác không? Không, em biết rồi. Con đi nha bà. Thôi dở ngang con, nhớ dạ. Ngang con. Dạ dạ. Thôi, không sao đâu em. Chắc là người quen của bà đưa bà đi thôi. Để vài bữa nữa anh quay lại xem có bà ở nhà không. Ừ. Không sao đâu. Bây giờ mình đi về đi. Giờ mình đợi nữa thì cũng đâu gặp được bà đâu. Nhưng mà lấy đồ về. Bây giờ em xịt lần khác để cho anh kể cho các mẹ anh thế nào. Thôi mình treo bánh ở đó đi anh. Khi nào bà về bà thấy cho bà. Thôi mình treo bánh ở đây đi. Nếu mà bà về là bà sẽ thấy bà lấy. Dạ đúng. Em đừng buồn nữa. Em phát lại đến biết đâu lại. May quá hai người đó nhìn thấy mình. Đi làm như thế này đấy hả? Chắc đừng chối cãi tí về em cho mẹ ăn xem. Phải bán theo mới được. Góc này vẫn sống. Sạch như này rồi chắc là rắn không vào nữa đâu. Nó sẽ an toàn thôi. Thank you.
anh Danh làm gì dưới này? Như ai mới phát cỏ nè. Ủa anh nói em mới để ý nha. Ôi sạch sẽ hai bên này chứ lúc nãy mình đi là cỏ còn nhiều mà đúng không? Phát cỏ này đi đỡ bẩn trên nè, sạch sẽ. Này chắc là em nghĩ chắc là bác chuyển đất hoặc là. Người em nhỏ nó ở nơi không thu quá gì ta. Dạ. Đi dưới này sạch sẽ cỏ. Bữa nay anh Danh kêu là bận là giúp con bé này làm ngôi nhà này. Phải chụp lại về cho bác gái xem mới được. Anh Danh, xe của Tom này á. Xe của Tom. Xe này là được ra ngoài nhà bác chủ đất á, bác cho em á. Vậy chắc đúng rồi á, bác chủ đất vào đây mang xe cho Tom rồi đi phát cỏ luôn á. Dạ. Ừ, để anh mang xe đi vào cho nhé. Dạ. Con ngủ ngon quá ha. Dạ, to mà đi xe ăn lá hả, ngủ ngon rất lắm. Mẹ ngủ ngoan chưa? Thương mẹ. Ngủ ngoan em. Giờ em muốn làm cái giường nó dài rộng bao nhiêu nhỉ? Em muốn làm bằng cái đệm của em thôi. Ngang 1m4, dài 1m8. Vậy để anh đo cho nhé. Dạ, anh đo đưa đây em cưa. Để em đo cho em mấy cái khung ngang đã rồi có gì em cưa cho nó dễ. Đây nè, em cưa ở ngay cái vạch mét cám này nè. Dạ. Xong bây giờ tới lúc làm giường cho con bé này. Ủa sao vậy em? Cây rớt vào đầu hả? Cây cốt vào đầu. Anh coi có sao không? Không sao. Còn như thế này để xem mẹ anh có chấp nhận được không? Nãy hết cái cây lên phát thải rồi mà. Làm cẩn thận nhé. Với mình thì lúc nào kêu bận bận bận. Và với nhỏ đó thì lúc nào giúp đỡ nó.
cái trụ với cái khung giường là vợ đủ rồi đó em. Bây giờ chắc mình lựa cây làm cái sạp giường nữa đi. Dạ. Anh lựa cái nào đó sau này anh chạy cho. Cái này chắc làm thêm một chút nữa là đủ. Để hôm qua đem nẹp nhé.
cô. Cô xem đi, đó. Hai người đi chơi với nhau từ bữa giờ luôn á. Đó. Nó mẹ đây chết mấy cô. Dạ. Cái này tình cờ con chụp được thôi cô. Chứ còn tính ra bé đó đi nhiều thằng khác nữa cơ. Vậy hả? Nó đi nhiều thằng khác nữa hả? Dạ đúng rồi cô. Con nhìn thấy mấy lần rồi á. Vậy là giờ không được rồi, đi vô đây kể cho cô nghe. Được rồi. Chú không từ nhà cô về cô. Con có gặp anh Giang trưởng bé nào đó hay mình được sát thằng đâu như thế này cô. Con bé đó cô, nó ẩm cho mình đứa con nữa. Mình hai người như hai vợ chồng á. Đây là cô. Đó. Nhà này nè cô, anh Danh bữa giờ làm cho nó. Nó đi làm á, thời gian đâu mà làm nhà cho nó. Anh suy nghĩ cô, anh suy nghĩ xong rồi anh ở nhà anh phụ bé đó làm. Nó đi sớm về muộn là nó đến chỗ con bé đó hả? Dạ đúng rồi cô. Chuyện này là không được rồi. Bác ra bác hỏi gọi ràng cho nó nói như thế nào. Dạ. Có hỏi như vậy cô. Tại hôm bữa con thấy hai người đó đi chung với nhau mà con gọi là mình tối mà nó đang ở nhà bên đó cô. Cô không tin cô gọi được thôi. Anh cũng nói là mới làm cho mà thôi. Để cô gọi điện thoại nói cho nó nói như thế nào. Dạ. Anh không nói với cô. Chưa mà anh ơi với con bé đó lắm rồi anh cũng không nghe máy đâu thôi. Giờ con chơi cô một xíu rồi con xin phép con về luôn. Thôi con về đi rồi nó về cô hỏi rõ ràng xem nó nói ra sao nha. Rồi thôi con về nha. Con bé đẹp gái thế mà không thích là đi thích đứa nào đâu á. Ngồi xà lỏ vậy hả? Hả? Ngồi im ru vậy á? Ba vừa vô đi xe á. Đó, xe con nè. Xe được trước. Đây, con này. Xe được trước. Ông cho con nè. Đó, thấy không? Giờ ông đem mua cho con đó. Rồi, lệ xuống. Chạy đi. Chạy đi, em chạy đi. Làm gì á? Ba nói tiếng Anh hả? Con chạy đi, con chạy đi đó. Giờ tỏ cái xài rồi có thang còn chạy nè. Thích nha. Đi 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 hang hô hang hô hang hô hang hô. Em chạy em chạy. Ôi con chạy rồi hả? Em bé đi xe rồi. Em bé chạy xe đó, cho Danh xem em bé chạy xe. Em bé chạy xe đi, chạy xe giỏi quá trời ơi. Chạy xe xíu rồi chú Danh làm xong rồi lên chơi với con nha. Yeah, giỏi lắm á. Vào trong con, đi đi đi, vào trong chơi nha. Chú Danh làm xong rồi chú Danh đem lên cho. Đi. Thì coi chú Danh làm nhá. Chú Danh làm sắp xong rồi đó. Chú Danh làm xong cái thành giường cho hai mẹ con mình rồi nè. Em bỏ ở đây nè anh nhỉ. Rắp ở đây xong rồi kéo qua kia bỏ đi.
Thời tiết thất thường dữ rồi. Đang nắng giờ lại mưa rồi. Biết mấy giờ hả? Ủa? Mẹ anh gọi quá trời luôn. Mẹ gọi anh? Mẹ gọi mấy cuộc luôn. Để anh gọi lại cho mẹ thử xem sao nhé. Anh gọi lại thử xem. Chắc là có việc á. Ôi, sao tự nhiên không liên lạc được rồi? Vậy anh không... Không liên lạc được cho mẹ anh. Thôi anh lo về đi, còn này em tự ráp được rồi. Tức là mẹ anh có việc gì ấy. Để anh chạy về nhé. Cái này anh ký hiệu hết rồi nè, em cứ thế mà ráp vào là được thôi. Dạ, rồi, em cảm ơn anh nhé. Để anh xem nhà có việc gì nhé. Dạ. Khi nào rảnh chú lại vào nhá. Bye bye chú Giang, bye bye chú Giang nha. Bye bye chú Giang. Về xem nhà thế nào. Dạ, em phải cẩn thận. Hai mẹ con mẹ cái ngồi. Chơi cho mẹ đắp liều nhỉ nhá. Cái này cứng thế. Rồi. Lắp thêm vài cái thanh này là xong nhá. Mẹ bỏ nệm lên đưa cho em nhá. Đợi mẹ tí nhá. Sắp xong rồi. Rồi. Đẹp không? Thích giường không? Em đó. Thích lắm không? Bây giờ bị giấc ngồi rồi. Đây mẹ kéo, mẹ kéo đấy. Em ngồi chơi xíu vào mẹ nha. Rồi, lấy giường. Đó. Thích chưa? Đẹp bạc. Bạc bạc cái giường ngủ nha. Đừng bỏ ra đó con, em nằm trong góc đây này. Em nằm trong góc đây này. Mẹ nằm ngoài nhá.
làm hay là mày đi với con bé nào? Ủa, mẹ. Đi vào đây tao hỏi mày cái này. Có phải mày đang quen con bé nào không? Mày nói thật cho mẹ nghe đi. Dạ, yeah. Mẹ lại hỏi như thế, con có quen ai đâu? Hay là mẹ nghe ai nói gì vậy? Mày đừng cãi tao nữa, tao không biết nó có hai đứa con đâu. Ủa, mẹ đang nói về con bé Hân đó hả? Đúng rồi đó. À, cô ấy hả? Cô ấy là một trường hợp đặc biệt khó khăn mà cấp trên đang giao xuống để cho con đang giúp đỡ. Đỡ sao mà thân thiết với nhau như vậy? Dạ, yeah, cô ấy cũng là một người rất là tốt đó. Con giúp đỡ cô ấy như vậy cũng đâu có sao đâu. Cô ấy có một con rồi là thật, còn một con nữa là cô ấy nhận nuôi trong lúc mà có một gia đình khó khăn á. Công việc của con là mẹ không ngăn cản, nhưng mà mẹ cấm con là không được tình cảm với con bé đó. Sao mẹ lại nói vô lý như vậy? Con bé Diệu nó tốt như thế, nó đẹp như thế mà không quen lại quen con bé vớ vẩn như thế. Mẹ đừng có so sánh như thế, Hân là một người rất là tốt, vượt qua bao nhiêu khó khăn, chịu thương, chịu khó. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Mẹ không cần biết, mẹ không cho quen con bé đó. Con lớn rồi, cuộc sống riêng tư của con, mẹ đừng có can thiệp vào. Từ trước tới giờ nó không cãi lại mình, giờ nó cãi lại rồi.